không chỉ ảnh hưởng đến hoa màu, tác động môi trường cảnh quan. Việc khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai còn gây sạt lở, làm hư hỏng đường giao thông nông thôn dọc hai bên bờ sông. Đây là vấn đề hết sức nhức nhối mà nhân dân trên địa bàn huyện Cát Tiên nhiều lần kiến nghị, yêu cầu các ngành chuyên môn và chính quyền địa phương vào cuộc giải quyết. Tuy nhiên, tình trạng khai thác cát trái phép hiện vẫn chưa được ngăn chặn, mà còn có chiều hướng gia tăng. Phóng sự của phóng viên thời sự vừa thực hiện tại huyện Cát Tiên sẽ phản ánh rõ hơn. Những hình ảnh này được công an huyện Cát Tiên cung cấp trong đợt truy quét mới đây. Chỉ chưa đầy 200 mét trên sông Đồng Nai, đoàn chảy qua địa bàn Cát Tiên có 4-5 con tàu cỡ lớn đang vươn vòi hút cát từ lòng sông. Người và tiếng nổ đã tạo nên một đại công trường hỗn độn. Tất cả các tàu thuyền đang hoạt động tại lưu vực này đều khai thác cát trái phép. Công an huyện Cát Tiên phải tổ chức trinh sát bám sát địa bàn, nắm rõ nguyên tắc hoạt động mới bắt được quả tang các phương tiện này. Nếu mà đi tuần mà kéo phương tiện cano ra rồi uát xe rồi đi thì coi như là người có những người có cái luồng thông tin người ta báo cho đó, cho nên là mình trên đường đi thì nhiều vụ là bị người ta tấp hết cái tàu, kiểm tra không có được, bỏ hết đấy. Và cái thứ hai nữa là cho nên là sau này thì phải dùng cái biện pháp tức là xử lý nguội, tức là phải trinh sát nắm tình hình rồi là dùng camera để quay, sau đó bắt đầu là đi có cái căn cứ rồi là triệu tập lên để xử lý. Với những con tàu cỡ lớn được trang bị khá hiện đại, có sức chứa từ 60 đến 80 tấn cát. Tuy nhiên, qua kiểm tra, không một con tàu nào có biển kiểm soát, mã hiệu đăng ký hoạt động. Trong khi đó, người tham gia khai thác cát chủ yếu là lao động làm thuê cho chủ tàu. Vì vậy, họ bất chấp địa bàn khai thác và dùng mọi thủ đoạn để trốn tránh cơ quan chức năng. Công việc đấy thì bọn em thì cứ bảo lấy thì em lấy đấy thôi chứ không biết gì hết. Khi chủ bảo thì em lấy, thì khi em lấy đến giới thì khi chủ không biết luôn. Khai thác cát trái phép dẫn đến sạt lở đất, gây thiệt hại hoa màu, ảnh hưởng đến đời sống môi trường của người dân trong khu vực. Để ngăn chặn việc sạt lở ở hai bên bờ sông Đồng Nai, thời gian qua các cơ quan chuyên môn huyện Cát Tiên đã tiến hành xây kè. Thế nhưng thực trạng này vẫn xảy ra, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Con đường bê tông nằm cạnh bờ sông Đồng Nai được xây dựng cách đây khoảng 2 năm. Có đường mới, người dân bản Buôn Gò chưa kịp mừng, thì hiện nay nó đã như thế này. Có cái nhà người ta ở cách, lúc trước là ở bờ sông thì cách bờ sông cỡ khoảng 100 mét, mà bây giờ nó là gần vào đến nhà người ta ở rồi. Ví dụ như cái bến này gọi là bến Đồng Bào, bến bản Buôn Gò của Cát Tiên, thì trước kia là cái bờ sông nó ra tới ngoài đó, các anh nhìn thấy đấy. Nhưng mà bây giờ qua quá trình mình cũng khai thác cát nhiều nên là nó sạt lở bờ sông xuống. Bây giờ nhà nước đầu tư rất là lớn, hàng mấy chục tỷ vào đây để kè toàn bộ cái khu vực bờ sông này cho đồng bào. Cứ khai thác cát như thế này thì nó sẽ lở hết, sạt lở hết mất cái bản đồng bào này. Đây là một con đường được xây dựng bằng cái sự chung sức đồng lòng của nhân dân và nhà nước cùng làm. Và đây cũng là con đường được xây dựng theo cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện tại bây giờ nó đã trở thành như thế này. Theo những người dân sống ở khu vực này cho biết thì thực trạng này diễn ra cách đây đã 2-3 năm nay. Và đây cũng là nguyên nhân do cái tình trạng khai thác cát ở dòng sông Đồng Nai trong thời gian vừa qua. Để làm lại con đường này thì đối với người dân nghèo ở đây không thể làm được. Cho nên hiện nay người ta đang mong chờ của cái nhà nước để có sự đầu tư, để sớm khắc phục lại cái tuyến đường này để đảm bảo cho người dân đi lại. Theo thống kê, trên địa bàn Cát Tiên hiện có khoảng 25 tàu lớn nhỏ đang khai thác cát trên sông Đồng Nai. Ngoài 5 tàu bị đình chỉ, 10 tàu còn lại vẫn hoạt động và được cấp phép khai thác cát theo địa bàn đúng quy định. Tuy nhiên, qua nhiều lần kiểm tra, hầu hết các phương tiện vẫn cố tình vi phạm, lén lút khai thác cát trái phép, thời gian hoạt động không nhất định, vì vậy gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Cái vấn đề khai thác cát ở trên sông, nhất là cái sông Đồng Nai mà thuộc phận quản lý của huyện Cát Tiên, đây là cũng là một cái vấn đề nhức nhối từ xưa đến nay, rất là nhiều cái dư luận phản ánh. Bên tài nguyên môi trường thì người ta quản lý, chức năng quản lý nhà nước về cái việc khai thác cát, nhưng mà họ lại là rất là hạn chế về kém về cái công tác mà đi kiểm tra hay là phát hiện ra cái vi phạm. Thế nên là
Cuối cùng nếu mà để mà đi phối hợp thì 1 năm thì tốt lắm, thì họ lập kế hoạch để đi phối hợp được 1 lần. Thì đi rầm rộ này khác, khua chiêng gõ trống gõ mõ, tôi nói với anh là đưa tàu bè đi này khác, là thì lên đường là đi chỉ có kiểm tra được hành chính. Còn nếu mà để mà phát hiện được cái việc mà khai thác cát trái phép ở trên sông, xử lý được cái ngọn thôi chứ không không phải hết cái gốc được. Đấy, mà cái gốc là chúng ta phải xem cái rà soát lại xem cái khu vực nào sông nào còn có, với lại tàu có đủ điều kiện, rồi các cái doanh nghiệp có đủ điều kiện để hoạt động hay không. Đã đến lúc chính quyền địa phương và các ngành chức năng huyện Cát Tiên cần vào cuộc quyết liệt hơn trong ngăn chặn. Trong đó, việc siết chặt công tác quản lý các phương tiện, mời gọi chủ tàu ký cam kết hoạt động là hết sức cần thiết. Nếu không, vấn nạn khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai khó đảm bảo chắc chắn rằng sẽ không tiếp tục tái diễn.